mina ơi bắt đầu giờ học nè xin xe xin, xin lỗi xe vô trễ 2 phút nè. Giờ học nha các bạn ơi. Hi, lý trí sao? konnichiwa chu thảo xong, konnichiwa các bạn khác đã rồi mới có ba bạn vô thôi nhanh nhanh vô học nào hôm qua mình đã đi được hai mươi mấy từ rồi sợ trường đi đến Hôm nay mình đi tiếp trên xe nha Từ vựng số 22 của giáo trình Mimikara nha Bạn nào nhớ là chưa có pha thì các bạn lấy chính mạng á Download về dùng xin xe nha đây, chúng ta bắt đầu giờ tôi vô dùng xe xe luôn nha đó là chữ đầu tiên chữ đô sa chữ động và chữ tác nha chữ động đô nè động đô tác là xa ha đô xa chứ không đọc là đô xa cư nha các bạn đô xa Nó là cho xin xe nè kỹ năng chuyển động cho là kỹ năng chuyển động hệ thống đang làm việc nè tín hiệu hành động kiểm tra tuổi thọ vận hành nghiên cứu thời gian hành động điều kiện hoạt động môi trường hoạt động và phạm vi hoạt động Nó là cho xin xe câu trả lời rồi các bạn ơi hay thắng san Konnichiwa du học nè du học trả lời cho xe nha các bạn nhớ là khi du học thì bị thường là tâm lý các bạn thường là vô thích nghe xin xe nói không thôi nhưng mà các bạn như vậy thì các bạn sẽ rất là uổng nè mình học là mình hãy tập nói mặc dù không có tự tương tác trực tiếp bằng nậu lần lời nói với xin xe thì các bạn cứ hãy cứ comment vô các bạn comment thì xin xe sẽ thấy xe sửa những cái lỗi sai của các bạn nha cho nên nhớ là đánh chữ ra cho mình học hai lần một lần là nghe sinh xe nói một lần là mình đánh ra mình viết chữ ra mình nhớ cả kanji luôn nha cố gắng nha các bạn ơi đây có đầu tiên là kỹ năng chuyển động nè hệ thống đang làm việc nè tín hiệu hành động nè kiểm tra tuổi thọ vận hành nè nghiên cứu thời gian hành động nè Uh, điều kiện hoạt động là môi trường hoạt động phạm vi hoạt động nha rồi câu đầu tiên nha kỹ năng chúng ta có từ kỹ năng còn nhớ thứ từ kỹ năng các bạn lấy của tiếng anh qua luôn ha từ skill từ skill của tiếng anh nha các bạn skill skill thì chúng ta sẽ dùng kỹ năng chuyển động là dosa skill các bạn ha dosa skill dosa skill hoặc là nếu các bạn nhiều bạn thì các bạn có thể dùng dosa skill đều được nha các bạn ha Sa skill được. Này hệ thống đang làm việc thì chúng ta có từ hệ thống là gì các bạn ơi hệ thống. Cai nhớ từ hệ thống nào? Này thì chúng ta có từ hệ thống đó là system mờ. Có bạn hai từ system nha các bạn. System system thì chúng ta có từ hệ thống đó là system của tiếng Anh qua là system. Rồi đang thì đang trong quá trình gì đó. Tê rư thì chúng ta có thể lướt bỏ nói tê rư đi chúng ta dùng chiêu ha hay dosa chuno system hay dosa chuno system này, tín hiệu hành động thì chúng ta có từ tín hiệu đó là single đúng không nào nè này hành động rồi động tác gì đó chuyển động gì đó ha dosa single dosa single này, kiểm tra tuổi thọ vận hành cái từ tuổi thọ ngày hôm qua mình đã học rồi ha jumio đúng không nào phải từ vận hành độ hành động đó là do jumio từ kiểm tra shiken ha hay do sa jumio shiken sa shiken hoặc là các bạn có thể dùng một cái từ cái shiken này giống như một kỳ thi thôi nha các bạn ha kỳ thi tuổi thọ vận hành kiểm tra vậy cái cuộc kiểm tra thì thay vì như vậy các bạn có thể dùng một cái từ nữa là mình đi kiểm tra cái cái cái, gì đó thì chúng ta có thể dùng từ ken sa solo nha các bạn ha ken sa là chữ kiểm với chữ tra luôn á ha kiểm tra ken sa tuổi thọ vận hành là chữ tiếp theo nghiên cứu thời gian hành động nghiên cứu thì chúng ta có từ can đúng không nào hãy do sa chi can can hãy do sa chi can can điều kiện hoạt động chúng ta có từ điều kiện là gì các bạn ha điều kiện đó là joken đúng không nào joken rồi, hoạt động luôn là do joken jo ken ha do môi trường hoạt động cho anh xem cái từ môi trường chúng ta đã học n 3 rồi đúng không từ môi trường là cái gì nào kang kyo đúng không kang kyo hay do sa kang tiếp theo từ phạm vi hoạt động là cái từ phạm vi chúng ta cũng học ở cấp độ n 3 rồi nè phạm vi hani ha han, -yi, han -yi. Rồi, hoạt động do sa hay do sa han y han hay là anh xem đi tiếp nha Chữ tiếp theo chữ số 23 Mane, chữ chân và chữ tự nha Chân này trong từ chân thật này ha, tự là giống nhau nè Có nghĩa là bắt trước tự là thấy giống nhau Người ta rồi cái từ mane này là bắt trước nhìn từ cái gì đó gốc hoa mình bắt trước từ cái đó ra cho nên chúng ta chữ mane và mane này đặc biệt dùng sen sen nó có hai cái cái mane này là danh từ khi mà nó kết hợp với suru thì nó biến thành động từ nha mane o hoặc là nó còn có một chức năng một cái loại động từ của nhóm một nữa đó là mane ru cho nên các bạn có thể dùng từ bắt trước khi nói về hành động thì chúng ta có hai cách ha một là mane suru hai nữa là mane ru nha các bạn ha mane suru mane ru này, câu đầu tiên, khả năng khả năng bắt trước nè, bắt trước chính sách kinh tế, bắt trước thái độ của anh ấy nè, và bắt trước hành vi của anh ấy, bắt trước biểu hiện của anh ấy, bắt trước phong cách của người khác, bắt trước một bộ phim, bắt trước một bộ phim tài liệu, bắt trước ý tưởng kinh doanh và bắt trước động tác của con người. Rồi dịch cho xanh xe, xe nha. Khả năng bắt trước cái từ khả năng là gì đây? Hay thắng nguyễn rằng từ sa Gino Thay vì kỹ năng thì thay vì mình tìm từ skill Mình có thể dùng Gino như là thắng Như lý trí rằng sử dụng là ok nha Gino hoặc là skill Lấy của tiếng Anh qua từ skill ra nha Skill sa Solution System Đúng rồi nè Hệ thống vận hành Đúng rồi Dosa Solution System Ok nha lý trí ơi Dosa single Đúng rồi nè Tín hiệu hoạt động Tín hiệu hành động Hay Do sa shimyo ok ha từ kensa suru hoặc là mình có thể dùng thay thế là một cái kỳ kiểm tra thì mình dùng từ shiken ha. Tháng Nguyễn sang do sa kankyo, đúng rồi môi trường hoạt động môi trường hành động đúng rồi nè giỏi quá. Hay do sa skiru chu thảo sang ok nè giỏi quá. Hay do sa no system mu hay do sa single, đúng rồi ha chu thảo ha. Rồi dịch cho xem xem những câu tiếp theo nha. Hay, khả năng bắt chước cái từ bắt chước là mane nè từ khả năng là gì các bạn hôm qua cũng mới học cái từ khả năng cc sẽ có nói rồi đúng không nào khả năng năng lực đúng không ha no roku, đúng không nào mane ru no roku. hoặc là chúng ta có thể dùng là mane suru no roku ha cái nào cũng được nha các bạn ha mane ru no roku. hoặc là mane suru no bắt chước chính sách kinh tế đó là chính sách kinh tế thì chúng ta có từ chính sách kinh tế đó là hay kê dài kê dai xe sa cử từ chính xác ha kê dai xe sa cử hãy kê dai xe sa cử mà xe xa cửa mà đúng không nào kê dai xe sa cửa nhớ dùm xe xe nhà chính xác nào xe sa cửa kê dai xe sa cửa mà nè đủ bắt trước thái độ của anh ấy cái từ thái độ ha tai đô đúng không nào anh ấy kha đề ha kha đề no tai độ mà nè kha đề no tai độ mà kha đề no tai độ mà Đấy, bắt trước hành vi của anh ấy thì chúng ta có từ hành vi, chữ hành và chữ vi luôn ha Koi ha, koi Kare no koi o maneru ha? Kare no koi maneru Đấy, Bắt trước cái biểu hiện của anh ấy, cái từ biểu hiện ha Cái từ chúng ta có từ chữ biểu và chữ hiện luôn ha Kare no ha? kare no maneru Kare no maneru kare no rồi, bắt chước cái phong cách của người khác. Người khác thì chúng ta có từ người khác là tanin đúng không nào? Tanin và cái từ phong cách style của tiếng Anh luôn nè. Style thì qua tiếng Nhật là styler các bạn chúng ta đọc là styler cho xem nha. Hãy tanino style o maneru. Tanino no style o maneru. Rồi, bộ phim bắt chước, một cái bộ phim tài liệu thì chúng ta có cái từ bộ phim tài liệu. Document đúng không nào? Đấy của tiếng Anh qua document thì trong đây là documentary các bạn ha. Documentary documentary -o maneta ega một cái bộ phim mà đã bắt trước từ cái bộ phim tài liệu mà ra ha từ cái bộ phim tài liệu đó mà người ta mô phỏng cái đó bắt trước cái đó người ta tạo ra phim ha documentary -o maneta ega documentary -o maneta ega bắt trước ý tưởng kinh doanh cái từ ý tưởng kinh doanh các bạn ha thì ý tưởng đó là idea đúng không nào idea một là idea các bạn a hai nữa là idea hai cách cách nói cũng được ha idea hoặc là idea ha kinh doanh business hoặc là ke các bạn hãy lấy cổ tiếng nhật đó là ke ha chữ kinh doanh á à, thì hoặc là chúng ta có thể lấy cổ tiếng anh qua là business hay business no ideaを学んでる hay business no ideaを学んでる đây, bắt trước động tác động tác của con người cái động tác vừa mới học luôn ha đô xa đúng không ha tôi sẽ lấy từ vừa mới học vô ôn lại luôn nè rồi con người hôm qua cũng học cái từ con người rồi đúng không nin gen đúng không nhân gian ha Ningen. hãy no do sọ mà nè được ha nin no do sọ mà nè được nin gen no do sọ mà nè được bắt trước động tác của con người rồi xin sẽ tiếp tục qua chữ tiếp theo nha chữ số 24 mươi Chữ số 24 này thì chúng ta có chữ thủy và chữ miên Thủy miên, giấc ngủ nha các bạn ha Đây là giấc ngủ Về cái vấn đề ngủ thì trước khi chúng ta nói về giấc ngủ Chúng ta dùng từ suy miên nha Suy miên Còn nê chỉ đơn thuần là hành động đi ngủ thôi ha Còn giấc ngủ thì là suy miên danh từ nha Rồi cho xin xe câu đầu tiên Thiếu ngủ Lo lắng về giấc ngủ Ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ Vấn đề liên quan đến giấc ngủ Sự gián đoạn của giấc ngủ hiểu được vai trò của giấc ngủ, thay đổi thói quen ngủ, giảm giấc ngủ vì thiếu ngủ nên không thể tập trung được và lái xe với trạng thái thiếu ngủ. Rồi cho xin xe câu trả lời nhanh nào các bạn, cố lên nha. Rồi cho xe câu trả lời nào. Hay uh, Chu Thảo xầm ma nê rột cư, chữ năng lực mình đưa thêm chữ nô no, rột cư luôn nha Chu Thảo ơi. Hey, nô no, rột cư ha. Ah, mane, mane, runo, no cư cho xe luôn còn chữ lực này thường là cái sức gì đó có cái sức gì đó thì người ta mới dùng chữ lực không nha Ay, uh, mane cano rồi chữ khả năng khả năng thì chúng ta có thể dùng chữ cano ha khả năng Ay khe giai mane mane suru đúng rồi ha bắt trước chính sách kinh tế ok này quỳnh hồ nè hay mane rùa kano khả năng bắt trước nè cái từ kano là khả năng nha các bạn ha khả năng là có khả thi có cái khả năng đó các bạn ha còn năng lực á thì chúng ta dùng cái từ năng lực á là noroku có ai có năng lực gì đó ha Noroku mane no rùa cư đúng rồi chí uh, lý trí ha đúng rồi nè Quỳnh Hồ sòng kare no đổi độ mane mane bắt chước cái thái độ của anh ta đúng rồi ha. Ha kare no koi o mane suru. Hay bắt chước cái hành vi của anh ta ok nè. Kare no hyoge no mane suru ok nha Quỳnh Hồ ha. Rồi kare no thái độ mane ru mane đúng rồi chú Thảo nè. Kani no style o mane suru ok nè bắt chước cái phong cách của người khác nè đúng rồi nè. Hãy kade no koi mà nê bắt trước cái hành vi của anh ta đúng rồi ha chu thảo ha hokano hito no style mà nê bắt trước cái phong cách của người khác đúng rồi thắng ơi thay vì mình nó hokano hito mình tập đi học n 2 rồi mình dùng ta nin luôn được ha nin gen no do sao mà nê bắt trước cái động tác của con người đúng rồi là quỳnh nè hay Uh, quần suy mi ni... rồi cái này để tí nó sẽ sửa nè. Nin mane ok là quần hồ là nin sao đúng rồi chưa thảo ha. Rồi xe đi tiếp câu số 24 cái chữ thiếu ngủ. Chúng ta nói về thiếu thì chúng ta chú ý cho sen xe nha. Thiếu có nghĩa là không đủ đúng không ha. Một là chúng ta dùng nai của N5 chúng ta học đúng không? Hai nữa chúng ta người ta hay dùng thiếu cái gì đó có một cái danh từ đó là chữ bất và chữ túc các bạn ha thiếu luôn bu so cử bu so cử nhớ nha chữ bất bu so cử bất túc bu so cử sư thì bất túc này một là sư đưa hai nữa nó đi kèm với một danh từ để nhấn mạnh về cái việc thiếu gì đó ví dụ ví dụ như thiếu ngủ thiếu nước gì đó các bạn ha thì chúng ta hay kết hợp với biến thành một cụm danh từ luôn thì thay vì câu này suy min gá bu so cử hoặc là suy min gá tari nay thì các bạn có thể nói ngắn gọn một cụm danh từ là suy min bu so cử suy min bu so nhớ nha suy minh bu so cử đều được nha rồi lo lắng về việc giấc về giấc ngủ thì cái từ lo lắng này á, thì chúng ta sẽ dùng là Nayamu, nhớ cái từ Nayamu mu đi không các bạn ơi Nayamu của n 4 học nè ha phiền não lo lắng lo lắng mà có nghĩa là bận tâm trong lòng từng phút từng giây mỗi ngày ngày này có người khác về phiền não về một cái vấn đề gì đó thì người ta dùng Nayamu chứ không dùng simpai sulu nha các bạn ha Sympathizer chỉ là đơn thuần là lo lắng tức thì thôi Ví dụ bây giờ ba chưa về, cha mình bây giờ trễ lắm rồi mà chưa thấy cha về Thì mình lúc đó mình lo lắng là lo lắng tại cái thời điểm đó thôi Chứ không phải là lo lắng từ ngày này qua tháng nọ Cho nên chúng ta không dùng Sympathizer mà chúng ta sẽ dùng là Nayamu về cái vấn đề giấc ngủ Giấc ngủ là cái vấn đề ngày này qua tháng nọ đúng không nào Hay Sumi ni suite Nayamu Được chưa nào Sumi ni suite Nayamu ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ thì chúng ta có cái từ ảnh hưởng đó là e đúng không nào lớn thì chúng ta có từ oki đúng không thì thay vì oki này chúng ta đi với động từ thì là oki cứ các bạn ha oki cứ ekyo đến giấc ngủ hay suy mi ni oki cứ các bạn ha suy mi ni oki cứ tiếp theo vấn đề liên quan đến giấc ngủ nè vấn đề liên quan tới giấc ngủ nó là cái vấn đề đó là gì các bạn vấn đề là môn đai đúng không ha liên quan thì chúng ta sẽ có từ hay một là can suru ní hai nữa là ní kan suru cái nào cũng được nha hay một là chúng ta sẽ nói là suy mi ní kan suru cái vấn đề mà có liên quan tới giấc ngủ ní can môn cái nào cũng được ha này học bữa phát n ba rồi nè đó là tiếp theo sự gián đoạn chúng ta có từ gián đoạn đó là chiêu đăng nha ví dụ như mình đang làm việc nè mình đang làm máy tính máy tính đang chạy nè mà tự dưng nó bị bị cúp cái nó bị gián đoạn đó thì chúng ta gọi đó là siêu đăng nha các bạn ha siêu đăng hay sumino siêu đăng à sự gián đoạn của giấc ngủ hay sumino siêu đăng là hiểu được vai trò của giấc ngủ chúng ta có từ vai trò của N3 đó là yakukuri đúng không nào? Yakukuri, nhớ nha, từ yakukuri ha. Yakukuri vai trò của giấc ngủ, semino yakukuri, hiểu được có nhớ nha, hiểu được có nghĩa là nắm biết được, hiểu rõ được. Ngày qua CC cũng có nói từ này rồi nè. Hay nắm rõ, hiểu rõ, nắm bắt được đó là rikaido chứ đừng dùng qua karu nha. Này wakaru người ta giải thích cho mình cái gì không hiểu ơ ừ, mình hiểu rồi thì wakaru nhưng mà hiểu nắm rõ được cái vấn đề đó thì là rikai suru nha. hay 睡眠や習慣を理解 no thay đổi thói quen ngủ, thói quen đó là siêu căng đúng không nào? Siêu căng, hay giấc ngủ, suimino shukan o kaeru. はい、睡眠 căng 習慣 kaeru. hay はい、睡眠の習慣を変える giảm giấc ngủ chúng ta có từ giảm đúng không nào herasu hôm qua sensei cũng có nói từ này rồi nè ha hay gá heru và ố herasu ha ở oh tha động từ nha mình giảm thiểu giấc ngủ lại ví dụ ngủ nhiều quá mình giảm lại ở oh ha đây vì thiếu ngủ nên không thể tập trung được không thể tập trung chúng ta có từ tập trung là siêu siêu chiêu sư đúng không nào rồi không thể tập trung là siêu chiêu đề khi này ha vì cái gì đó bởi cái gì đó để bởi một cái sự việc gì đó đúng không nào để và thiếu ngủ không thể vì thiếu ngủ chúng ta có từ thiếu ngủ là Sui min xe vừa mới nói đúng không nào hãy Sui min để siêu chiêu để kỳ này hãy Sui min để siêu chiêu để kỳ này Vì thiếu ngủ cho nên không thể tập trung được ha. Lái xe với cái trạng thái thiếu ngủ Thì chúng ta có từ thiếu ngủ nữa đúng không nào Sui min và trạng thái là Rô tai đúng không nào Rô tai trạng thái thiếu ngủ Sui min bu so ku tài, tai Sui min vì cho nên với cái trạng thái đó bởi cái trạng thái đó để đúng không nào rồi ưng tên lái xe nếu mà ưng tên sư thì chúng ta không cần dùng nô no nữa nhưng mà nếu mà đằng sau có nói là danh từ thì chúng ta phải là đế no ưng tên cho sensei xe nha đế no ưng tên nha đế no. sư min bư sô cư đế no ưng tên rồi câu 25 mươi lăm sô Sô đây là chữ thực và dục Cái này học N4 rồi ha Thèm ăn cái này hơn xe không nói nữa ha Đây gai sô từ này cũng học rồi nè Chữ ngoại với chữ thực Thay vì nó sô để tà Thì chúng ta sẽ dùng là gai sô ha Ăn bên ngoài Rồi kaji cái này học N4 luôn rồi Cho nên xe sẽ không đi sâu vào cái từ này nữa nha Kaji chữ gia và chữ sự công việc nhà Rồi tiếp cho xe xe nha Chữ số 28 nào 28 chữ xuất và chữ sản xuất sản xuất san các bạn ha xuất san xuất là xuất sư đúng không nào sản là san xuất san là nó nghĩa là sinh đẻ đó là sự ảnh hưởng của việc sinh con sự ảnh hưởng của việc sinh con nè tính toàn ngày sinh dự kiến À, hình như cái tính ngày sinh dự kiến cho sinh xe nha các bạn ha tính ngày sinh dự kiến kiểm tra sức khỏe trước khi sinh và xin nghỉ thai sản phụ nữ tuổi sinh đẻ nè vận động sau sinh nè rồi tuần đầu tiên sau khi sinh con nè rồi cầu nguyện bình an sinh con và phụ nữ đã sinh trên hai lần cho sinh xe câu trả lời nè Rồi, sự sợ ảnh hưởng của việc sinh con hay chu thảo xà suy min ố oh, simba sơ rồi bắt đầu dùng simba rồi nãy xin xe đã phân tích rồi cái từ simba và nãy mưa rồi ha quỳnh hồ xà simba quỳnh hồ cũng sai mất tiêu luôn nè rồi ảnh hưởng tới giấc ngủ ok nè ekyo sơ ok nha quỳnh hồ ha giang vũ xà suy min gà sai giấc ngủ giấc ngủ ok nha có thể dùng thiếu ngủ theo tính chất là mình ngủ rất là ít á thì mình có thể dùng asa trong trường hợp này được nha dân vũ ha lý trí sẵn suy minh bưu sô ok nè hay sư minh đi kan suru mondai nha quỳnh hồ ơi còn kashite đằng sau của nó phải là động từ nhiên hay suy minh đi ô ki cư ô ô sư được ảnh hưởng lớn tới giấc ngủ đúng rồi ha quỳnh hồ chu thảo sẵn quỳnh hồ sẵn hay suy minh chu đăng đúng rồi nè Hai sui mi no tai se su na ri kai su ok nè ha quỳnh hồ ha. Sui mi busoku unten ku un lái xe thiếu ngủ ok nè. Với tình trạng thiếu ngủ thì dùng đế nha. quỳnh hồ sang sui mi no he he ra su ok nè quỳnh hồ ha. Sui mi na no đế su chu de kinai vì thiếu ngủ. Đây sui mi na no đế là vì giấc ngủ cho nên không thể tập trung cái này thiếu rồi nha, vì thiếu ngủ nha quỳnh hồ ơi thêm chữ bu bu so ku ya se nữa nha. suy sui mi no hề sư đúng rồi chú Thảo ha sư, uh, sui mi bu sô tai đế no đúng rồi là chú Thảo nào đó là chúng ta tiếp tục câu số câu số đầu tiên ha sự ảnh hưởng của việc sinh con sụt san đúng không nào sinh con sinh đẻ sinh con sụt san đó là sự ảnh hưởng e đúng không nào hay sụt san no e hay sụt san no e kyo sụt san no e đó ha đó tính toàn tính tính toán cái này xin sẽ đánh vô bị sai chữ ghi đổ chính tả rồi các bạn tính toán ngày sinh dự kiến thì chúng ta tính toán đó là từ ke san seru đúng không nào ke san seru ngày sinh dự kiến susan yote yotehi đúng không ha hi hoặc là bi các bạn ha susan yotehi ô ke san seru hay susan yotehi ô ke san seru là kiểm tra sức khỏe trước khi sinh có nghĩa là thường trước khi sinh mình đi kiểm tra sức khỏe thì chúng ta sẽ dùng là susanmae no kenko shindan kiểm tra sức khỏe nha sức khỏe là kenko kiểm tra là chẩn đoán sức khỏe đó chữ shindan nha Này, của cái kiểu của việc trước khi sinh là chúng ta sẽ dùng là susan susan no kenko shindan hoặc là chúng ta sẽ dùng là susan susan surumae ni các bạn ha kenko shindan kenko shindan ố kê rư gì đó các bạn ha. còn danh từ thì bắt buộc chúng ta phải dùng nô no nha. vì kenko shin đang là một danh từ cho nên chúng ta dùng mae nô -no cho xin xen nha. còn đằng sau của nó là sự việc thì chúng ta dùng mae bình thường mae ní các bạn ha. đây, xin nghĩ thai sản cái từ thai sản đó là xin nghĩ đúng nghỉ là nghĩ phép qk đúng không nào. rồi thai sản các bạn, là xin nghĩ đẻ đó các bạn ha. Susan Kyuka và xin nghĩ Susan Kyuka ở thổ lự Susan Kyuka ở thổ phụ nữ tuổi sinh đẻ thì chúng ta sẽ có là Susan cái từ tuổi là nên re đúng không nào nên n ba đã học cái từ nên re này rồi ha Susan nên no Jose Jose ha Susan nên no Jose rồi tiếp theo vận động sau sinh chúng ta có từ vận động sau sinh là gì đây các bạn ha sau sân là chúng ta sẽ dùng sụt san gỗ đúng không nào san undo này sau sụt san gỗ sụt gỗ hoặc là sụt san ato à để được nha các bạn ha trong trường sụt san ato no undo ha san ato à no undo là tuần đầu tiên sau khi sinh con cái tuần đầu tiên thì chúng ta cái từ đầu tiên đó là sai so đúng vào đầu tiên trước tiên nhất á các bạn ha sai so no càng của việc sau sinh con hay sụt san ato à sushanato hoặc là sushango đúng không nào hãy sai no issue gặp rồi cầu nguyện bình an xin con cầu nguyện inoru đúng không nào inoru là cầu nguyện cầu nguyện cái sự bình an của việc sinh con thì sự bình an vô sự đó là buji đúng không nào Hay, susano buji o à, inoru inoru các bạn ha cầu nguyện rồi phụ nữ đã sinh trên hai lần hai lần là ni kai đúng không rồi trên thì chúng ta sẽ dùng là ni kai y zo, đúng không nào chúng ta có Ijo là trên mức độ nào đó dưới mức độ nào đó là ika đúng không rồi ngoài mức độ đó là i gai và trong mức độ đó là i nai các bạn ha rồi susan shita jose hay ni kai susan shita jose rồi tiếp tục cho sensei câu tiếp theo chữ số tiếp theo kai go chữ giới và chữ hộ giới hộ này có nghĩa là chăm sóc chăm non các bạn ha trông non chăm sóc thì cái từ trông non chăm sóc này á là nó nhấn mạnh về cái sự chăm sóc trong một khoảng thời gian dài như các bạn ha cái thời gian này á nhấn mạnh về cái cai gô này sự chăm sóc chăm non trong một thời gian dài chứ không phải là ngay ngay tức thì như các bạn ha không phải là ngay tức thì thôi mà là nhấn mạnh về cái sự chăm sóc chăm uh, non một thời gian dài. rồi câu số đầu tiên người cao tuổi cần được chăm sóc nè. Đây, quyền lợi chăm sóc nè, kế hoạch dịch vụ chăm sóc nè, người phụ trách chăm sóc, chính sách chăm sóc, nghĩa vụ chăm sóc, sự chăm sóc của viện dưỡng lão và sự chăm sóc tại nhà và dịch vụ chăm sóc người cao tuổi cho xe, xe câu trả lời nha. hãy trường lý trí rằng Susano Ekio đúng rồi nè, chưa thả rằng Kodomo no Susano sự ảnh hưởng của việc sinh con sinh con mình chỉ cần dùng sụt san là đủ rồi nha chú thảo ha hay sụt san vô te hi ok san sơ tính toán ngày dự sinh ok ha hay sụt san no mai ni ken ko shin dan ố ru thêm động từ nữa thì mới được dùng mai -e ni nha còn không là mai -e no cho xem xe nha quỳnh hồi quỳnh hồ ơi tháng nguyễn sang sụt san no sự ảnh hưởng của việc sinh con ok là thắng ha cao kyukkao to đúng rồi, sinh nghỉ đẻ, sinh nghỉ sanh nè. Vậy ờ lý trí sản xuất san thì san tính bán ngày. Ngày sinh thì mình sẽ dùng là san hi nhưng mà ngày dự sinh, ngày mà mình dự định là dự định sinh thôi thì chúng ta sẽ thêm chữ dồ tê vô nữa nha. lý trí sản xuất san mai, ni ken go o ken sa kiểm tra sức khỏe. Ờ, trước khi sinh ok nha thường người ta nói về kiểm tra sức khỏe người ta hay nhấn mạnh về cái từ xin đăng nha xin đăng nhiều nha còn xa này vẫn có thể dùng được có thể dùng cho máy móc có thể dùng cho điều tra hay là gì đó người ta đều dùng được cái từ kensa nha hay susanato no undo vận động sau sinh đúng rồi nè ờ à, phần hồ sằng ok ha thắng sằng sudanhi ok sanseru ok nha thắng ha quỳnh hồ rằng he an bình an nó rồi đúng rồi có cái từ bình an đúng là he an là bình an rồi cái sự bình an gì đó là bình an trong tâm hồn bình an gì đó thì người ta dùng he an còn làm cái gì đó một cách vô sự thì người ta dùng buji nha quỳnh hồ ơi nikajo rồi xe ok nha quỳnh hồ câu này ok ha nên rê ga sokasu hay Aru rồi quỳnh hồ ơi câu này sai rồi à cái người cao tuổi cần được chăm sóc còn câu của quỳnh hồ là là cần chăm sóc cao tuổi sai rồi cái người cao tuổi còn cô chỉ là cao tuổi thôi chứ chưa có phải là người không phải là người cao tuổi nha đó là chúng ta có từ người cao tuổi một là koresha các bạn ha kore là cao tuổi người koresha hai nữa là otoshiyori người lớn tuổi hơn ha otoshiyori người lớn tuổi hoặc là koresha nha các bạn ha cái người cao tuổi mà cần được chăm sóc cần chăm sóc có phải là hitsuyo đúng không nào hay kaigo ga hitsuyo tính từ na đi với danh từ nè kaigo ga hitsuyo na otoshiyori ha kaigo ga hitsuyo na otoshiyori rồi quyền lợi chăm sóc chúng ta có từ quyền lợi là Kenri luôn đúng không nào? Kenri đúng rồi, chú Thảo rằng nó đúng rồi nào. Hay Kaigo no Kenri các bạn ha, Kaigo no Kenri, quyền lợi chăm sóc, quyền lợi chăm sóc Kaigo no Kenri. Rồi kế hoạch dịch vụ chăm sóc. Kế hoạch là Kekaku đúng không nào? Dịch vụ Sabisu chăm sóc Kaigo. Hay Kaigo Sabisu Kekaku. Này, Kaigo Sabisu Kekaku. Rồi, người phụ trách chăm sóc thì chúng ta có người phụ trách đó là tanto đúng không nào tanto là chọn đảm nhận đảm nhận cái gì đó người phụ trách người đảm nhận đó là tanto sà tanto sà là người đảm nhận người phụ trách người đảm nhận cái gì đó rồi phụ trách cái việc gì chăm sóc kaigo tanto sà ha kaigo tanto sà rồi chính sách chăm sóc chính sách chăm sóc chúng ta sẽ có là chính sách là sesaku ha kaigo Seisaku kaigo sesaku Kaigo se saku. Rồi nghĩa vụ chăm sóc thì chúng ta có từ nghĩa vụ là gì các bạn? Kimu các bạn ha, N3 học rồi đúng không nào? Kaigo gimu ha, kaigo gimu. Rồi, sự chăm sóc ở viện ở viện dưỡng lão thì chúng ta có từ viện dưỡng lão đó là Rojin là cái nơi mà người già nè, Homu cái căn nhà các bạn ha, cái nơi cái này, Rojin Homu viện dưỡng lão nha các bạn. Cái này xin xe ghi sao lỡ chính tả là chữ Việt, cái này là viện giùm xin xe nha. Viện dưỡng lão, nhà dưỡng lão á ha. Rojin home đế và vì đằng sau của nó là danh từ, vì chăm sóc ở đâu đó thì nếu là sư rư thì chúng ta dùng đế à, uh, suru còn nếu mà caigo không thì phải là đế no cai go nha các bạn ha đế no go rồi sự chăm sóc tại nhà thì chúng ta có tự tại nhà đó là tại nhà của mình đúng không nào? Jitaku cử nhà của mình ha. Jita deno kaigo cũng giống như trên đây deno ha. Đây cũng danh từ cho là deno kaigo ha. Jita deno tai kaigo ha. Jita deno kaigo. Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi thì chúng ta có từ dịch vụ là sabisu nè, chăm sóc là kaigo là người cao tuổi koresha các bạn ha. Hoặc là otoshiyori koresha kaigo sabisu. Koresha kaigo sabisu. chữ số 30, tomo bataraki, tomo bataraki cộng chữ cộng với chữ động ha, cộng động. Thì tomo có nghĩa là cùng nhau, bataraki là làm việc, có nghĩa là cùng nhau làm việc các bạn, ha, cùng nhau làm việc. Và cuộc sống thu nhập kép có nghĩa là cuộc sống mà thu cái thu nhập á, là kép này là cả vợ và chồng đều đi làm các bạn ha. Rồi, cặp vợ chồng cùng đi làm rồi vậy thì cuộc sống thu nhập kép có nghĩa là cuộc, cuộc sống thu nhập mà cùng làm việc với nhau ha cả hai bên cùng làm việc tomo patarakino sekasu ha à, tomo bata no sekasu tomo no sekasu rồi vợ cặp vợ chồng cùng đi làm thì thay vì nói mà tomo pataraki người ta nhấn mạnh về cặp vợ chồng luôn thì chúng ta thêm chữ fufu vô các bạn ha fufu vô luôn hay Uh, tomo bataraki fufu cặp vợ chồng cùng nhau đi làm cùng làm việc ha tomo bataraki fufu tomo bataraki fufu. rồi chúng ta qua tiếp dùng sen xe qua chữ số 31 dùng sen xe nha hồi nãy chúng ta có sụt san sinh đẻ thì bây giờ chúng ta có từ suốt là sụt kin các bạn ha sụt kin đây là chữ deru và kin là đi làm trong từ đi làm các bạn ha đi ra ngoài để đi làm có nghĩa là đi làm sụt kin đi làm nha các bạn ha skin đi làm rồi câu đầu tiên đình chỉ làm việc đi đến văn phòng rồi làm việc việc đi làm ngày vào ngày nghỉ và một tuần đi làm chỉ vài ngày cho xin xe câu trả lời nào một tuần đi làm chỉ vài ngày Hey, uh, chú Thảo sàn Kago no tanto sa đúng rồi ha giỏi quá hãy lý trí sàn sa đi Kaigo gái thịt ha sự chăm cần trong người già cần chăm sóc là kago gái hituyo suy suyyo kore sa nha chú lý trí ơi Quỳnh hồ sàn ghi ghimừ nghĩa vụ chăm sóc đúng rồi nè hay lý trí sàn kago xe cử chính sách chăm sóc đúng rồi lý trí ha Quỳnh hồ sàn shitaku kago dịch vụ chăm sóc tận nhà Shitaku đúng là. này lấy xe, xe sửa rồi tí nữa khôi lại cho xe nha người ta sẽ nhấn bạn là Shitaku Deno Kago lên cho xe nha hay lý trí rằng Kaigo ghi Kimura nghĩa vụ chăm sóc đúng rồi nè hay dịch vụ chăm sóc người già Koresha no Kai Kaigo Sabisu đúng rồi ha Quỳnh Hồ ha thắng hủy rằng Shitaku De Kago suru Koto hay chuyển dịch đúng rồi Kago suru Koto ok nè Quỳnh hờ rằng tomo bataraki se kazu cuộc sống mà cả hai bên cuộc sống của ok nè vậy tomo bataraki no se kazu tomo bataraki no phu phu ok nha anh hình ơi hey. tomo bataraki phu phu đúng rồi ha quần hồ ha sukin o te suru rồi đình chỉ đúng rồi ha chúng ta có từ đình chỉ cái gì đó te các bạn ha teshi, đúng rồi nè hay quần hồ giỏi lắm nè đây, sukin sukin Rồi đi đến văn phòng làm việc thì chúng ta có từ đi đến văn phòng, nó là jimuso ni đúng không nào? Thì thay vì như vậy chúng ta chỉ cần nói là jimuso ni sukin suru hoặc là office ni sukin suru cho xem nha. Cái từ sukin suru là đi đến đi đến nơi đó làm việc rồi cho nên chúng ta dùng mang cái nghĩa là đi đến bạn đó làm việc rồi ha. Sukin suru, office ni sukin suru. Việc đi làm vào ngày nghỉ thì chúng ta có việc đi làm vào ngày nghỉ đó là Kyujitsu Sutkin Các bạn ha, lý trí rằng đúng, đúng rồi nào Kyujitsu Sutkin đúng rồi ha, lý trí ha Rồi, uh, một tuần đi làm chỉ vài ngày Chúng ta chỉ vài ngày cho một tuần Shiu, đúng không ạ? ni, ni chi, đúng không nào? Vài ngày ni san chi Rồi, vài người ni san -nin, các bạn ha Chỉ dake ke, ni san ni chi da ke, sutkin sơ ni, ni san chi sutkin là tiếp theo xe là xuất xe chữ xuất và chữ thế là thành đạt có nghĩa là thành đạt là tính chất là cái người mà thành đạt trong công việc các bạn ha thăng tiến có người nó là thăng tiến cái người thành công bạn ha người thành công người thành đạt thành đạt thăng tiến trong công việc nhớ nha trong xã hội khi mình đi ra ngoài mình làm mà mình thăng tiến thành công đó là nhấn mạnh về cái sự thành đạt đó ha đó là sụt xe giùm xe xe nha sụt xe có khả năng thăng tiến nè công việc cần thiết để thăng tiến nghề nghiệp nè mất đi cơ hội thăng tiến hướng đến thành công chiến thắng trong cuộc cạnh tranh thăng tiến ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong sự nghiệp và mở ra con đường thăng tiến cho xin xe câu trả lời nè Rồi, cho xin xe câu trả lời nào các bạn ơi. có khả năng thăng tiến có khả năng thăng tiến công việc cần thiết để thăng tiến công việc cần thiết để thăng tiến ạ nghề nghiệp mất đi cơ hội thăng tiến hay lý trí sản kêu di skin đúng rồi quần hồ sản issue ý cả ý cả là vài cái các bạn ha ý cả là không biết bao nhiêu cái á ý là mấy cái các bạn ha không biết bao nhiêu cái nữa thì chúng ta có thể dùng ý nha đếm cái nè còn vài ngày thì mình nên dùng là Nisan chi nha quần hồ ơi à, thắng sàng officers ní sụt kim sư dùm xe xe nha ní cho xe xe nha, sê -sê nha. Hay kizitsu ni sukin suru. Mình nói về ngày đi làm và ngày nghỉ mình bỏ luôn cái từ ní đi cũng được nha. Kizitsu sukin suru là ok nha. Ờ oh, đúng rồi ni sukin suru hoặc là kizitsu skin luôn nha Quỳnh Hồ. Shu kan Nisan Nisan ni chi shika sukin đúng rồi lý trí ha. Anh Huỳnh rằng sụt có khả năng thăng tiến rồi chúng ta có khả năng có cái khả năng gì đó mình đoán biết có khả năng gì đó canoce đúng nè aru đúng rồi nè aru đúng rồi nè anh hình hơi giỏi quá đây, công việc cần thiết để thăng tiến nghề nghiệp thì chúng ta có từ thăng tiến nghề nghiệp đó là sụt xe đúng là sụt xe đây là luôn nha sụt là thăng tiến trong trong việc làm rồi cho nên chúng ta không cần thêm chữ nghề nghiệp gì đâu nha sụt xe ní hitsuyo na shigoto cái công việc cần thiết nè cho cái việc gì đó ni hitsuyo na shigoto mất đi cơ hội thăng tiến mất đi nha sụt xe no kikai o ushinau ha, mất nè cơ hội nào thăng tiến là Xuất no kikai o ushinau susse no kikai o ushinau hướng đến thành công chúng ta hướng tới nè nhắm tới hướng tới gì đó mezasu nhớ cả mezasu mezasu hey susse o mezasu susse o mezasu chiến thắng trong cuộc cạnh tranh thăng tiến thì chúng ta có từ thăng tiến đó là sụt đúng không ạ cạnh tranh là kyo đúng là kyo so chiến thắng gì đó ni kachimasu ni katsu ha sụt xe kyo ni katsu ha sụt xe kyo so ni katsu, so, katsu". chị ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong sự nghiệp rồi thăng tiến sự nghiệp là sụt rồi đúng không nào sụt ni ekyo suru. sụt ni ekyo suru. Rồi, mở ra con đường thăng tiến, mở ra con đường thăng tiến đó là Suseno Michi đúng không? Con đường thăng tiến mở ra Hiraku các bạn ha. Hiraku, Suseno Michi o Hiraku. Ha, à, Suseno Michi o Hiraku. Suseno Michi o Hiraku. Rồi, tiếp theo xem xe chữ số 33 nha, chữ chi, chữ y, địa vị các bạn ha, địa vị chi y, còn nếu mà chúng ta ngược lại là vị trí là nó sẽ là cái vị trí khác nha Không còn cái này là địa vị chức vụ nha Địa vị Đó là câu đầu tiên khôi phục địa vị nè Lợi dụng địa vị của mình nè Vị trí có lợi nhắm đến vị trí lãnh đạo nè Vị trí duy nhất đang hài lòng với địa vị của mình Vị trí đứng đầu, vị trí đứng số 1 nè Vị trí quản lý cho xe xe câu trả lời nè Hai sút xe cano đúng rồi hai lý trí ha. Quỳnh Hồ sàn sút xe cano cano cho xe xe luôn nha hai ơi. Có khả năng cano có tính khả thi á. Hai cano se gà nha. Hai Jigyo sút rồi. Quỳnh Hồ không cần dùng chữ Jigyo là sự nghiệp nữa đâu nha. Sút đã mang tính chất là thăng tiến trong sự nghiệp rồi nha. Sút xe ni hitsuyo na shigoto nha Quỳnh Hồ ơi. Hai sút xe chan sửa uchinata mất đi cơ hội thăng tiến. Ok nha. Chan sư khi cai đều được nè Thắng sàng Sutsu kano se ga aru cho sensei nha Thêm chữ se đi với ga aru nữa nè Đây, Anh Huỳnh cũng vậy nè Dùng chữ shigyo không cần thiết nha Chúng chữ chỉ dùng Sutsu ni hitsuyo na shigoto Công việc cần thiết cho sự thăng tiến là ok nha Quan huỳnh ơi Sutsu ni hitsuyo na shigoto Cái công việc mà cần thiết cho sự thăng tiến Ok nè hay kika xe mất đi cơ hội thăng tiến đúng rồi anh hình ha. Hãy sụt xe chansu Nakunaru nakunaru mất đi không còn nữa ok nha Lý Trí ơi. Xe cô xe thăng tiến thành công. Trời ơi, xe cô là thành công còn sụt xe là thăng tiến luôn rồi cho nên câu này không đúng rồi nha. Hãy sụt xe no kyoso ni katsu đúng rồi thắng trong cuộc cạnh tranh thăng tiến đúng rồi ha. Sosen Ekyosuru đúng rồi anh hình nè, hay ảnh hưởng tới cái sự thăng tiến nghề nghiệp nè. Chi o kai suru thôi khôi phục vị trí đúng không nào? Kai suru chúng ta có từ khôi phục đúng không nào? Kai phục hay chi o kai suru Tiếp theo lợi dụng địa vị của mình chúng ta có từ lợi dụng riyo suru ha. Shibuno chi riyo suru. Shibuno chi riyo suru. Rồi vị trí có lợi chúng ta sẽ có có lợi đó là Yuri các bạn hỏi, chữ hữu và chữ lợi nha. Yuri, Yuri, Yuri nachi. Yurinachi. Nhắm đến vị trí lãnh đạo chúng ta có từ vị trí lãnh đạo các bạn hỏi, ha. Ridano -chi o mezasu nhắm tới nha, từ mezasu xin xem vừa nãy sẽ có nhắc lại rồi ha. Ridano chi o vị trí duy nhất chúng ta có từ duy nhất N3 học rồi đúng không nào? Unique hoặc là Yuichi nha các bạn hai Yuichi cái lớp của tiếng uh, của tiếng Nhật của mình là Yuichi Yuichi á thì bây giờ chúng ta lấy của tiếng Anh là Unique. À, độc nhất các bạn ha, duy nhất độc nhất á, Unique. Hey, unique na chi. đang hài lòng với địa vị của mình, hài lòng các bạn ha, Manzoku suru đúng không nào? Địa vị của mình chi. Shibun no chi ni manzoku shite iru. shibun no chi ni manzoku shite iru. Shibun no chi ni manzoku shite iru. vị trí đứng đầu, chúng ta có từ vị trí đứng đầu đó là một là top bừ, cái từ top đứng top đó các bạn ha. Hai nữa là vị trí số 1 thì chúng ta dùng number one, cái từ number one đó các bạn. Number one các bạn ha. Top top no chi hoặc là number one no chi các bạn ha. Đó tiếp theo nè, vị trí quản lý thì chúng ta có từ quản lý đó là manager đúng không nào? Manager hay manager nochi hoặc là candinochi nochi các bạn ha. Manager nochi. Rồi chữ số 34, chữ thụ và chữ nghiệm chữ này dễ quá đúng không? Shiken. Shiken ở ở các bạn ha. Shiken là tham dự kỳ thi. Rồi câu đầu tiên, khóa luyện thi là cái khóa chuẩn bị thi nè và tham dự kỳ thi đầu vào, thất bại trong kỳ thi đại học cho xe câu trả, trả lời ạ. Chi e kai đúng rồi anh hình ha. Hay, chi Orio suru của mình mình dùng là à, gym. Ờ, rồi shibun dùng sen xe nha của mình shibun nochi còn gì xin là tự thân của bản thân nha đây chi okai fukusuru đúng rồi lý trí ha anh huỳnh sàng hãy shibun nochi suru đúng rồi là lợi dụng lý trí của mình hãy lý trí sàng shibun nochi ố dùng sen xe nha chứ không có lý nha orio suru nào hãy na chi vị trí có lợi à, Yueki, rieki ri hay Quỳnh hồ ơi cái rieki là lợi ích nha lợi ích à, ví dụ cái này nó đem lại lợi ích gì cho mình thì người ta mới dùng rieki nha còn cái câu của cc là vị trí có lợi nha từ có lợi là chữ hữu với chữ lợi urina nha đó là thắng hệ chi ổ fukusuru đúng rồi thắng ha anh huỳnh sằng duy trừ duy no chi đúng rồi hai vị trí duy nhất một là duy hai nữa là ta sẽ dùng là unique ha Quỳnh kinh hồ sang Jishin no chi o manzoku Hai lòng với cái gì đó ní dùm sen sen nha Quỳnh Hồ ơi. Rồi của mình người ta hay dùng của mình là jibun nhiều hơn từ Jishin nha. Jishin là tiếng như tự thân vận động vậy đó. Hai anh hồ sang jibun no ichi. Rồi. Cái từ này là chi y chứ không phải là ichi nha. nha anh hình ơi đáng sai rồi nè à, ố oh, manzo hài lòng với cái gì đó ní manzo kushiteru dùm xe xe nha ichiban no chi y, vị trí đứng đầu oh, ich, ichiban á, à, là nhấn mạnh vì cái được là, là nhất nha bạn ha thì thay vì như vậy người ta dùng number one hoặc là top two cho xe xe nó hay hơn nha đây candy no chi ok nào hoặc là manager no chi ok nha quần hồ ha ăn à, à, anh hình á à. Rồi, siêu ken sunbi cô sự y Rồi, chúng ta có từ khóa chuẩn bị thi là khóa luyện thi nè. Siêu ken sunbi cô ha. Rồi, tham dự kỳ thi đầu vào thì chúng ta sẽ có kỳ thi đầu vào là new shiki các bạn ha. New shiki các bạn ha. New shiki ố. Siêu ken sự, siêu thất bại trong kỳ thi nhập học thì th kỳ thi đại học thì chúng ta sẽ dùng là đây là kusyoken nishipaisuru các bạn ha đây là kusyoken nishipaisuru rồi tiếp tục cho xem tham gia kỳ thi trung học phổ thông tham gia kỳ thi trung học phổ thông nè rồi chữ số 35 mươi luôn nha senko chữ chuyên và chữ công chuyên công này là chuyên ngành nha các bạn nhớ giống như mình đi học đại học á chuyên ngành của bạn là cái gì các bạn ha chuyên ngành chuyên ngành về chuyên ngành gì đó sen cô rồi cho cc câu đầu tiên chuyên ngành luật nè chuyên ngành marketing nè môn học chuyên ngành ở trường đại học nè rồi chuyên ngành quan hệ quốc tế và chuyên ngành ngôn ngữ cho cc câu trả lời nè Hãy quan hình rằng Ken Jiuke Junbi no Koso đúng rồi ha. Quỳnh Hồ Jiuke Junbi Koso đúng rồi Quỳnh Hồ nè. Hãy đây là cô Jiuke. Trời ơi Shippai Suru không có dùng ố được ha. Ní Shippai Suru. Quanh anh hình thành như là cô nhập học rồi. Kỳ thi nhập học mình sẽ thay bị nói như là cô Ken người ta sẽ dùng nói nó gắn gọn lại là Niu xem xe, nha anh Huỳnh ơi không thì anh hình phải ghi rõ luôn là new gặp cư luôn nha còn không thì new gặp cư new si, shiken cho xe luôn nè ôi lý trí rằng shiken junbi no kosu đúng rồi ha khóa luyện thi ta hơi shiken kosu shiken kosu là khóa khóa thơ thi thôi nha còn khóa luyện thêm chữ junbi sen sense nha thắng ơi Dai gặp cư shiken rồi ai cũng thích dùng ố oh, nhớ dùm xe xe nha ba sư là ní dùm xe xe nha Các bạn dùng ố hoài nhiều quá Quỳnh Hồ ơi chợ từ này là do mình chưa không có nắm rõ hồi học sơ cấp nè từ từ thôi cứ học đi học đi rồi mình đụng tới cái này hoài xe sửa hoài cho nhớ nè không sao chưa Quỳnh nhiên đừng lo lắng ha rồi anh Huỳnh sàng Kokoshike Shiken Nishuken hay tham dự kỳ thi cấp 3 ý Rồi trung học phổ thông đó cô cô no shuken suru hoặc là cô cô o suru cái nào cũng được nha các bạn. Và đi với shuken á thì các bạn chú ý giùm xem xe nè, shuken ha. Shuken suru là ố oh, nè, tại vì cái này là ukeru nha các bạn. Mà hôm trước chúng ta học ở N4 là shiken no ukeru tham dự kỳ thi mình nhận một cái gì đó nha. Ố oh, chứ không có ní nha. Còn mấy cái thằng Gokaku mới là à, ní Còn cái này là tham dự cái gì đó Mình nhận cái đó là phải ố dùng xe nha Các bạn không được dùng ní nha cho nên tham dự kỳ thi phương học phổ thông cũng là ố luôn nha các bạn không có được dùng ní cho nha nhớ chú ý cho xin xe đó rồi thắng nguyễn Sang, Koko cô Osan tham dự kỳ thi có nghĩa là mình nhận cái cuộc thi đó chúng ta có từ tham dự đó là yuke yuke suru luôn tại vì cái từ yu á chữ thụ này nè Chữ thụ này nó mang nghĩa là nhận, tham dự rồi nha Cho nên không có dùng san katsuru nha thắng ơi Rồi, chuyên ngành luật cho sensei nào Câu đầu tiên nha Chuyên ngành luật thì chúng ta có từ Luật pháp đó là horitsu đúng không nào, Ô sen ko hay horitsu -ho he sen Hoặc là horitsu sen à, horitsu sen -ko". Chuyên ngành marketing thì chúng ta sẽ có là marketing Sen senko. marketing Sen senko. marketing go senko. môn học chuyên ngành ở trường đại học, môn học chuyên ngành ở trường đại học thì chúng ta sẽ có là môn học chuyên ngành ở trường đại học là dai gakude no senko kamoku. Các bạn có nhớ từ kamoku này không nào? Chữ khoa này với chữ mục nè. Đây là môn học ha, kamoku, N3 học nè môn học chuyên ngành Senko Kamoku ở trường đại học học chuyên ngành ở đâu đó đế nhưng mà danh từ là no các bạn đế no ha nãy giờ anh sẽ nói cái từ đế no này nhiều rồi ha đây là cư đế no Senko Kamoku đợi chuyên ngành quan hệ quốc tế chúng ta có từ chuyên ngành quan hệ quốc tế thì chúng ta quan hệ quốc tế này chúng ta có từ quan hệ là kê đúng không nào quốc tế là Kokusai các bạn ha cái mọi cái kinh tế quốc tế là quan hệ quốc tế cái này nhấn mạnh về những cái trường như đại học kinh tế gì đó nó có những cái môn chuyên ngành này ha có cơ sai ken suru senkosu có cơ sai ken kango senkosu chuyên ngành ngôn ngữ chúng ta có gengo đúng không nào gengo hoặc là goga cử ngữ học các bạn ha Gogaku cử ken senkosu Gogaku o cử tôi miêu sen cử Gogaku o sen Rồi chúng ta tiếp tục qua cho thêm xe cái chữ shitaku các bạn ha, shitaku. Rồi, shitaku này á thì các bạn xem chú ý giùm xe nó mang nghĩa là chuẩn bị. Vậy thì chuẩn bị cái gì đây? Các bạn cũng có học cái từ junbi rồi đúng không nào? Junbi. Thì nếu mà cái này chúng ta cái từ -ta cư này chúng ta có thể dịch ra một cái từ đó là sửa soạn nó, nó, nó sẽ hợp lý hơn các bạn ha Sửa soạn ví dụ bây giờ trước khi ra ngoài mình phải sửa soạn sửa soạn gì trang điểm nè rồi mặc quần áo nè, quần áo nè đúng không? Thì những cái việc mà trang điểm mặc quần áo mặc quần áo đẹp gì đó thì đó là những cái hành động đó chúng ta gọi là shitaku. Ví dụ như là giờ ai đến bạn trai đến rồi, mình chưa có kịp sửa soạn gì hết, mình nói, anh chờ em chút xíu nha. Em sửa soạn chút xíu thì đó là shitaku cái hành động sửa soạn đó các bạn ha chuẩn uh, sửa soạn một cái gì đó đó là sửa soạn nghĩa thứ hai của nó, cái từ shitakuru này nó còn mang cái nghĩa là junbi luôn nha. Ví dụ chuẩn bị cho một cái bữa tối, sửa soạn cho bữa tối cái gì đó đó, nó, nó kỹ lưỡng hơn thì thường cái thằng junbi á là cái từ cái cái cái, cái sự cái từ sử dụng cái, cái từ chuẩn bị của nó cho phạm vi rất là rộng nha các bạn ha. Thường dùng cho những cái gì đó những cái quy mô mất thời gian, thì cần thời gian dài á thì người ta dùng junbi, nhớ nha. Cần thời gian dài á, ví dụ một tuần hai tuần để mình sửa chuẩn bị cái gì đó trước cho Chuẩn bị trước đúng không? cho nên người ta dùng shinbi. Còn một từ nữa là yoi mà các bạn đã học là trong một cái khoảng thời gian ngắn nào đó nhất định nào đó mang tính cụ thể hơn. Thì ví dụ như cái thời gian hẹp hơn thì người ta nhỏ hơn so với cái từ Junbi đúng không nào? Còn cái từ Shitaku này này thì thường á, thường là mình sẽ hay chuẩn mình về cái sự chuẩn bị á, những cái gì đó mà nó có sẵn rồi. Ví dụ như bây giờ chuẩn bị nấu ăn thì mình sẽ chuẩn bị sẵn những cái nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn sàng nên thường cái gì đó sẵn sàng mang tính chất chuẩn bị sẵn sàng là chuẩn bị xong chỉ còn một cái công đoạn gì đó là tiếp theo là cái công đoạn gì nữa thôi là xong thì người ta hay dùng cái từ shitaku này nhiều cho nên nó hay dùng cho chuẩn bị cho bữa tối nè, không dùng zunbi nó, nó mất thời gian đúng không? Cái zunbi nó có độ dài thời gian về rộng quá. Yoi thì nó lại nó nó mặc định về một cái thời gian cụ thể nào đó, nó ngắn hơn so với zunbi. Còn cái shitaku này á nó giống như chuẩn bị xong một công đoạn các bạn ha, chuẩn bị xong cái gì đó để mà tiếp tục nữa là là mình làm tiếp công đoạn thứ hai các bạn ha rồi vậy thì câu đầu tiên chuẩn bị cho bữa tối dùm xem xe nào nhớ nha shita cư này á, là nhấn mạnh về cái thời gian chuẩn bị của nó rất là gấp gáp nha rất là ngắn rồi dài hơn chút của sita cư là yoi còn phạm vi rộng nhất là junbi dùm sen nha ví dụ mình đang vội mình chỉ có sửa sản nhanh gấp cái gì đó thời gian nhanh gọn lẹ sita cư cho sen xe nha Đấy, bắt hình sẵn Gengo Senko đúng rồi ở 9 ngành ngôn ngữ ok nè Gengo Senko Suru đúng rồi Hồng Huệ ha hay băng sọc băng thay vì nói băng sọc so người ta dùng dư sọc nha Quỳnh Hồ ơi rồi chuẩn bị cho bữa tối chúng ta có từ bữa tối á dư các bạn ha dư sọc cư nè hoặc là thay vì nói vậy chúng ta có thể lấy một tiếng Anh qua từ đi nữa chúng ta đọc là DINA ha? DINA ha no shitaku o ha chuẩn bị tham gia lớp học thì cái chuẩn bị tham gia lớp học là shugyo đi deru tham gia lớp học đúng không rồi shitaku được chưa nào shitaku hay shugyo đi deru shitaku chuẩn bị ra ngoài de kakeru de kakeru shitaku ha chuẩn bị ra khỏi nhà các bạn ha ieo deru shitaku các bạn thấy những cái hành động này thời gian thời gian tức thì không vội vàng gấp rút các bạn ha chuẩn bị ngay các bạn ha thì đó là shitaku nha chú ý cho sensei xe kỹ của từ shitaku này nha rồi từ tiếp theo từ số 37 mươi gen shin gen gen á là toàn bộ shin là thân ha toàn thân toàn bộ cơ thể gen shin câu đầu tiên ngứa toàn thân toàn thân ẻo ải toàn thân run rẩy gây ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể đổ mồ hôi bàn trợ, toàn thân cảm thấy đau toàn thân, tình trạng sức khỏe toàn thân, kiểm tra sức khỏe toàn thân và hoạt động toàn thân. Rồi cho sensei xe câu trả lời nào. Hãy băng go hẳn o ok nha yeah. từng vị trí ha. Hồng Huệ sang Hồng Huệ ở dư sọc cửa dư dư hàng ok nè dư hàng osita thêm sư lưu cho sensei xe nha. Quan hình sang hay yu shoku o shitaku suru ok nè văn hình nè. Jugo san ka o shitaku suru ok luôn nha văn được phần hồ nhưng mà thường là jugo ni de ru nhiều nha. Tham gia lớp học. de Kake, De Kake, o shitaku suru ok nha quần hồ ơi. Tháng sang yu shoku o shitaku suru ok nè tháng nè. Văn hình sàng Jiu-gyo o -oh shitaku suru Oanh Huỳnh ơi, Jiu-gyo o -oh là chuẩn bị giờ học chứ không phải là chuẩn bị tham gia nha Thiếu tham gia rồi Jiu-gyo ni shitaku cho xin xe nha Hãy gai sutsu o -oh chuẩn bị ra ngoài ok nha anh Huỳnh Thay vì nói de-ka-ke-ru thì mình có thể dùng gai sutsu đúng rồi nè Dekake o -oh shitaku -suru. ok nha anh Huỳnh ha Ie, ie deo ok nè kadeo -oh suy các nè hay gen xin ngứa là gì đây các bạn ơi khai vui thôi nha khai vui nha anh hình đúng rồi nè rồi chúng ta có từ ngứa khai vui nha các bạn ngứa danh từ ở tính từ nha gen xin vui toàn thân ẻ vải ẻ vải là mỏi như á đà rơi nha các bạn ha hãy gen xin gạ đà rơi gen xin gạ toàn thân rung rẩy chúng ta có từ rung Furueru, được đúng không nào? Zen shin ga furuero. Furuero. gây ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, toàn bộ cơ thể là zen shin đúng không? Ảnh hưởng tới ni e kyo ataeru, ataeru nha. Đem đến cái sự ảnh hưởng tới cái gì đó là gây ảnh hưởng. E kyo ataeru. Đó e ataeru. Rồi, đổ mồ hôi toàn thân, zen ni ase o kaiteru cái từ đổ mồ hôi ra mồ hôi ase o kaku đúng không nào? N4 học nào? gen shin ni ase o Cảm thấy đau toàn thân các bạn ha. Zen shin ni itami o kanji ru. À shin ni itami o kanji Tình trạng sức khỏe toàn thân. gen zen shin no kenko jotai. Hai, zen shin no kenko jotai. Kiểm tra sức khỏe toàn thân. Hey, zen Shino no Kenko Shin dang. Đó là Shin Dan ha Rồi hoạt động toàn thân Chúng ta có từ hoạt động Katsudo hey, Zen Shino no Katsudo ha. Zen Shino no Katsudo mina Minasan ơi Ngày hôm nay chúng ta học từ vựng tới đây nha các bạn về nhà nhớ xem đi, nghe đi, nghe lại nhiều lần nha các bạn ha. Ừ, hẹn gặp lại các bạn tuần sau vào thứ bảy và chủ nhật nha các bạn ha. Nhớ vào cái giờ này và và lúc 10 giờ cho đến 11 giờ thì xin xe có live lớp N3 học từ vựng và chuẩn bị sẽ sắp tới các bạn học sinh đi xin xe sẽ mở thêm cái thời gian ví dụ luyện đọc nè, luyện nghe nè hay là um, hay là học ngữ pháp hay là luyện thêm kanji gì đó xin xe sẽ mở mở sau nhưng mà các bạn cố gắng học và chăm chỉ học tập với Thiên Xe nha và đặc biệt là bạn nào á khi các bạn vô học á thì có một số bạn là không có vô được comment không được comment thì các bạn cố gắng là vô ấn vô trong cái cái link của mình vô luôn thì nó mới có chữ comment ở dưới thì các bạn mới comment được nhé mỗi lần vô học á các bạn tặng cho Thiên Xe một cái like nha cho Thiên Xe có động lực hơn để mà dạy nhiều hơn các lớp hơn nha các bạn tặng cho cc một like ha nhiên và thêm một cái nữa bạn nào ở trong lớp mình mà các bạn chưa có tham gia chưa có chưa có vô cái group của cc đó là cái group học tiếng nhật miễn phí offline online á thì các bạn nhớ đã vô tham gia để mà cc có gửi bài hay gửi tài liệu hay là có thông báo gì cc sẽ thông báo trên cái group này cho dễ nha các bạn ha nên các bạn cố gắng là bạn nào chưa tham gia các bạn vô trong đây tham gia dùm cc nha này với lại cố gắng là đi vô, vô học với hơn mỗi tại vì một tuần mình mới học có tạm thời là hai buổi thôi nhưng mà các bạn cố gắng vô học trực tiếp rồi trả lời cho Sen xe nha để Sen xe có động lực thêm nè cố gắng cổ vũ tinh thần cho Sen xe với nha Mata nhớ xem lại video nha các bạn ha và nhớ like cho Sen xe một kênh nè